anh ấy. Đây là con đường ở Phan Thiết nó mới mở, kêu bằng gì? Chỗ này là đường vào khu du lịch Tiến Thành đó. À, Develand về ra cái đường này bắt đầu nó mới mở khu du lịch ở Phan Thiết Tiến Thành. Nhưng mà những khu đất này ngày xưa là thuộc dạng kiểu hoang hóa, không ai để ý tất cả. Nhưng mà bây giờ cái đất này tự nhiên nhảy vọt lên tăng. Nó tăng lên một cách khủng khiếp. À, nghe nói là 1 mét là nhiêu? 1 hét mà. 1 hecta là 70 tỷ. 70 tỷ 1 hecta đất chung quanh này nó cắm, mà nó mua rồi nó cắm cọc mới là ghê chứ. Từ xưa không tỷ mấy giờ nó phạt đến 70 tỷ. Một nhà làm liền kề đó. Ờ, đó. Đó bây giờ là bên bố nhìn qua cái khu dân cư kia, khu dân cư kia đó. Ờ, đây có điện gió nữa nè. Trên đồ kia nó có những cái khu chung cư á, khu du lịch cao cấp, khu du lịch cao cấp ha. Đó bây giờ đi cái tiếng này mới qua đó, bây giờ mới thầm về chỗ đó. Chưa, bên đây dân nó đâu có ở đâu, dân nó có ở đâu mà. Chưa, các bạn ta làm rẫy, làm trồng dưa, làm trồng mấy cái chôm này ở bên này. Thôi quá, tiếng không. Chôm này ở bên này. Đây này, chôm bên tay phải đâu này, đúng không? Ờ, đây bên này là người ta đất ta mua rồi đó, người ta trào là hết đó. Chung là nói chung là mấy đất ngay chỗ cái này, đường này là coi như là nó đất vàng đấy, đất vàng đấy. Ờ, khi làm cái con đường này là đủ dân chúng hai bên này nó cắm cọc nó hết mẹ rồi. Đủ. Đất này khi làm đường và khu lịch này nó là đất vàng đấy. Đây là đủ bên kia đây, đất đồng đồng kìa. Đây là khu du lịch Tấn Thành. À, đang thi công rút ráo để mà kịp cái tiến độ là tại gì đó. Ủa, trên kia xây nhà giống như kiểu như trên đồi vậy ha. Nhà liền kề. Nhà liền kề ha. Căn hộ cao cấp hả? Đó nữa là đi bắt mặt biển á, bắt quay từ đây là cứ vòng qua là quay mặt biển luôn, nhìn nó đã lắm. Để thấy là cái sự phát triển là. Bây giờ chúng còn vô Việt Nam nghèo mà, Việt Nam nghèo khổ mà cứ người cứ trốn đi nước ngoài làm thuê đi, quay thử cho mấy người chúng cộng thế anh thèm, anh bỏ Việt Nam nghèo quá dân đi làm thuê khắp thế giới. Để cho tụi mày coi, cho nó coi được sáng mắt ra. Rồi sao đây nó làm đường mà 12 chiều mà nó chạy qua giờ lại lỗi lại là Novaland nè. Novaland chạy vô một chút. Novaland hả? À, nó có tên khu du lịch Novaland. Hôm nay là khu dân cư luôn. Hôm nay là Việt Kiều Mỹ đi mục sở thị đi. À, đi thăm những cái khu du lịch, những cái khu mới mở mới xây dựng. Chết mẹ của bảo vệ nó chạy vô. Đi vào thông qua cái đường. Ok. Cứ cho anh vào tham quan đi được. Có vào được không anh? Có vào được không anh? Đi tham quan đi mà. Vào đây kia rồi. Đi tham quan đi thì có cả ngắm cảnh đi mà. Ok rồi. Mà lại ấy là đi cái đường nào mà dọc vô cho đó. Đi thẳng lên sẽ phải. Rồi. À, nói là tại đây xây dựng chưa hoàn thiện cho nên ra họ không có muốn quay phim. Ờ. Thì quay lén thôi. Ờ, quay lén thôi, kệ nó. Để coi thử coi sao, quá trời. Mà đất ở đây là dùng đất đất đỏ không mày? Đúng rồi, đất vàng không mày? Đất vàng. Nhưng mà cái đất này trồng cây ăn trái ngon các bạn. Ở Long Khánh nó cũng dạng đất này. Đất ba gan, gì đó. Chú có vào đây làm canh ở luôn. Ồ. Sau này chú có thể để làm canh ở. Mà các cháu làm gì thì cháu có thể xây dựng cái khu nguyên một cái khu dân cư. Nó trồng qua cho khu dân cháu làm dịch vụ cháu cho thuê hết tiền. Nó dài khu dân cư. Đây đâu mà khu này là khu trời ơi. Mì rồi.
nước cho. À, dạ. Nên kia là đường ra biến hả? Không, cái đường này thì vô đây là nó vô khu dân cư này, ngay chỗ này chủ biến mà. Đâu khu dân cư là quá trời lớn. Đẹp không? Đường. Đó, cái khu này là nó đang tạo móng. Nó đang xây dựng, đang xây dựng mà chưa hoàn chỉnh cho nên ra. Nhà đây là đây là khu dân cư nhà liền kề nha. Sau này chúng tôi sẽ làm căn ở bên mặt đất. Rồi đi quẹo phải xuống dưới hiện thân. Ở đây nhá. Ở đây cái đường này chưa đi vào. À, cho vào rồi này. Cho vào. Có cho vào làm xong làm đã hết ạ. Wow. Các bạn là đấy, các bạn quảng cáo mà. Thấy chưa? Thấy Việt Nam nghèo chưa? Wow. Các bạn thấy Việt Nam nghèo chưa? Sao nó chưa hoàn thiện cái mặt. Đây chưa hoàn thiện mà. Thấy được khu nhà cho nó. Đây nè, đây nè, đây thấy rồi. Nhìn thấy không? Wow. Đây, đúng rồi đây. Thấy chưa? Thấy chưa? Khu nó chưa hoàn thiện là nó kêu đừng có quay phim tại vì ở đây đâu cũng không biết tiền bao nhiêu mà đủ đổ vô cái dự án này. Dự án quá trời bự. Kinh khủng luôn. Cái này là dự án của Nova Land là của ông cha Bùi Thành Nhơn đó. À Nova Land là chung nghĩa ra là hơn như là mới gần đây. Vào hợp vụ bất động sản kêu thủ tướng giải cứu rồi. Ông này hả? Bùi Thành Nhơn chủ tịch rồi. Bùi Thành Nhơn là mới lên đây. Triệu đồng một chút là Trương Mỹ Hoa, Trương Mỹ Lan. Ờ, Trương Mỹ Lan hả? À, cái này cái dự án của Trương Mỹ Lan hả? Ừ. Quá trời quá đất. Wow. Hạ tầng cơ sở đang hoàn thiện mà chưa xong. Nhưng mà thấy là ở đây là coi như là biệt thự căn những căn hộ liền kề, mình có thể nói là mình biệt thự liền kề cũng được, tại vì thôi được rồi đủ rồi, chứ đâu hướng biển đâu, đây mình hướng biển nè, bởi vậy chưa chi mà nó đã trồng cây từ hồi năm nào mẹ ơi, cây bên này lớn quá, quay coi mày, đâu tao đâu có like đâu. Tao quay, phim có cái gì về. Thôi không anh được rồi, thật này nó cắm vô rồi, không được. Có mấy cái phim gì của ông tạo được. Ok. Thôi tắt đi, tao cắm mày ơi.